Lê Đức Thọ 28 năm tù với tài khoản ngàn tỷ mua án không khó. Vào ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án với 15 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại công ty Xuyên Việt UE và các cơ quan liên quan. Trong đó, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận 3 năm tù, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận 28 năm tù. Bản án 28 năm tù là rất nặng, tuy nhiên theo đánh giá của một số nhà quan sát thì tội của ông Thọ phải chịu án nặng hơn rất nhiều. Nhưng cựu Bí thư tỉnh Bến Tre vốn là hạt giống đỏ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trong bản kết luận vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhận thấy ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Rõ ràng số tiền cụ thể trong tài khoản của ông Lê Đức Thọ đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương giấu nhẹm, không cho dân biết. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ xác nhận tài khoản ngân hàng của ông Thọ lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Khoản tiền này có thể giúp Lê Đức Thọ mua án sau khi đã tuyên án. Trong chế độ này, các cơ quan tố tụng không hoạt động độc lập như các nước dân chủ, mà có sự cấu kết lẫn nhau, cũng như cấu kết với các quan chức hành pháp. Sự phân quyền là phát minh vĩ đại của xã hội văn minh, nhờ đó các cơ quan, công quyền có chức năng giám sát, kiểm soát lẫn nhau. Cũng từ đó mới có các bộ máy nhà nước tương đối sạch sẽ. Đối với một nhà nước, sự phân chia ba nhánh quyền lực khiến quốc gia tiến bộ không ngừng. Chỉ riêng lĩnh vực tố tụng, ba cơ quan bao gồm cơ quan điều tra tức cơ quan công an, cơ quan công tố tức viện kiểm sát và cơ quan xét xử tức tòa án cũng làm việc độc lập với nhau. Nhưng ở Việt Nam, cả ba cơ quan trên đều phải theo lệnh của Đảng. Họ không hề độc lập với nhau mà là anh em một nhà, nghe theo sự sai khiến của cha mẹ chung, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ chỗ ba cơ quan tố tụng cùng một ruột nên việc thông đồng với nhau để mua bán công lý là điều tất yếu. Trong những phiên tòa chế độ này, việc xét xử công khai chỉ là hình thức, thực chất bản án đã được quyết định theo kết quả chạy án. Giá cả chạy án thì phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố, ví dụ mức độ giàu nghèo của bị án, mối quan hệ giữa các bên v.v. Nếu nạn nhân nhiều tiền, các quan chức tố tụng sẵn sàng tăng án để mà nâng giá. Có lẽ bản án 28 năm của Lê Đức Thọ là cái giá mà các quan tòa đặt ra cho ông. Đây mới chỉ là phiên sơ thẩm. Tại đây, bên án ra giá, đến phiên phúc thẩm mới chốt giá với bản án thấp hơn. Còn nếu ông Thọ tiếc tiền, có thể bản án sẽ như vậy. Ngoài phiên phúc thẩm, Lê Đức Thọ còn có cơ hội xin Chủ tịch nước ân xá. Chạy ân xá cũng là một thị trường béo bở, cho phép cai ngục của ông Tô Lâm kiếm rất nhiều tiền. Với tài sản hàng nghìn tỷ đồng, ông Thọ có rất nhiều cơ hội để mà giảm án. Thông thường các quan tham nhũng ở tù không đến 1/3 thời hạn bản án. Quan chức ăn tạc như Lê Đức Thọ thì rất nhiều, nhưng người bị đi tù thì rất ít. Vài chục ông quan tham bị bắt so với hàng vạn ông ăn bạo lớn nhỏ, từ cấp trung ương tới địa phương, ngày ngày làm tiền của người dân thì ngàn tỷ cũng là con số rất nhỏ. Nói chung, tham ăn, đục khoét trong chế độ này là chuyện bình thường, còn bị bắt thì mới là chuyện hiếm hoi. Như Lê Đức Thọ, với tài sản hàng nghìn tỷ đồng trong một chục năm cũng còn lời. Nếu làm việc chân chính mỗi năm, ông làm sao có thể kiếm được 1 tỷ đồng. Vì vậy, dù có ở tù hàng chục năm thì vẫn quá lời cho ông và dòng họ của ông. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Lê Đức Thọ 28 năm tù với tài khoản ngàn tỷ mua án không hề khó. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lão bà Bạch Tuyết bị ông Tây tố dùng bằng tiến sĩ giả, thật hư thế nào? Có thể nói tình trạng bằng giả chưa bao giờ dậy sóng như bây giờ tại Việt Nam. Vụ Vương Tuấn Việt chưa bao lâu thì nay lại đến thông tin nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, người được chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phong tặng nghệ sĩ nhân dân
dính lùm xùm bằng giả. Lần này người tố cáo rất nặng ký, đó là ông Luke Robinson của Đại học Anh Quốc. Ông này có bằng tiến sĩ điện ảnh và truyền thông. Ông khẳng định hình ảnh tấm bằng do nghệ sĩ Bạch Tuyết cung cấp không phải là chứng nhận tiến sĩ tiêu chuẩn. Ông Luke Robinson khẳng định: tôi không tìm thấy luận án tiến sĩ nào như nghệ sĩ Bạch Tuyết nói bảo vệ. Tôi kết luận sơ bộ bà Tuyết chỉ có chứng nhận khen thưởng, tức là Học viện Kịch Nghệ thuật Hoàng gia khen thưởng, chứ không phải cựu sinh viên hay có bằng tiến sĩ. Sau đó ông Luke còn thăm một câu cẩn thận như: có thể đó là một chứng cứ chứng nhận tiến sĩ danh dự, nhưng tôi phải nói rằng bản thân không biết liệu có một định dạng tiêu chuẩn nào cho loại chứng nhận này hay không. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một chứng nhận tương tự. Những dữ liệu mà ông Luke cung cấp rất thuyết phục. Nếu những gì ông nói là sự thật thì rất có thể tấm bằng tiến sĩ của bà Bạch Tuyết là bằng giả. Xem ra nữ nghệ sĩ gạo cuội của Việt Nam đã dính một đòn rất đau. Bà cần chứng minh tấm bằng của bà là thật để giữ cho danh dự bản thân. Bà đã cho người đại diện trưng các bằng chứng ra trước công luận rằng tại thời điểm vào năm 1995, nghệ sĩ xin phép xuất ngoại du học cần có sự xác nhận của nhà nước, trong đó có giấy phép của Bộ Văn hóa. Quá trình học tập và hoàn thành việc học cũng được báo cáo đầy đủ để cơ quan quản lý nắm rõ. Tuy nhiên, việc nhà nước cho phép đi du học cũng không thể chứng minh người được cấp phép là đi du học thật. Chỉ có hồ sơ gốc tại trường, cơ sở đào tạo mới có đủ chứng cứ thuyết phục. Như vậy, bằng chứng của ông tiến sĩ người Anh thuyết phục hơn bằng chứng của nữ nghệ sĩ Việt Nam đưa ra. Chuyện về tấm bằng tiến sĩ của nghệ sĩ Bạch Tuyết vẫn chưa ngã ngũ, chưa thể khẳng định ai đúng ai sai. Tuy nhiên, nhìn vào bằng chứng, người dân phần nào biết được gần như sự thật hơn. Rất có thể người chủ của tấm bằng trên không có bằng chứng nào tốt hơn để mà chứng minh điều đó cả. Trong một số trường hợp, bằng thật bằng giả không dễ chứng minh, và dù có 20 rõ 10 thì việc xử lý cũng chưa chắc đã làm hài lòng công chúng. Ví dụ như trường hợp của ông Thích Chân Quang, ông bị tước hết bằng cấp nhưng đơn vị cấp bằng lại là Đại học Luật thì lại chẳng xử lý gì cả. Gần đây, nguồn tin nội bộ cho biết tấm bằng cử nhân kinh tế mà Nguyễn Xuân Phúc khoe khoang là tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Singapore cũng là bằng giả. Tuy nhiên, Đảng đã lờ đi điều này, bởi nếu phanh phui thì Đảng sợ sẽ bôi bẩn bộ mặt của Đảng. Thật ra, với những tấm bằng được các đại học nước ngoài cấp, không khó để kiểm tra. Chỉ cần dựa vào trình độ tiếng Anh thì đã đánh giá được một người là học thật hay học giả. Nếu thực sự đi học thì trình độ tiếng Anh phải lưu loát, ví dụ như ông Phạm Bình Minh. Còn phát âm tiếng Anh mà cờ lờ mờ như ông Nguyễn Xuân Phúc thì đủ hiểu trình độ của ông đến đâu rồi. Hơn nữa, suốt bao nhiêu năm ngồi ghế thủ tướng, rồi ghế chủ tịch nước, tham gia nhiều hội nghị quốc tế, ông chưa bao giờ giao tiếp được bằng tiếng Anh. Ông cũng không hiểu được những thông báo bằng tiếng Anh trong các hội nghị khiến ông thực hiện hành động tập thể sai cách, làm cho cười với truyền thông và công chúng. Nếu nghệ sĩ Bạch Tuyết học thật thì bà sẽ nói tiếng Anh lưu loát hơn. Không rõ đã có ai nghe thấy nữ nghệ sĩ nói tiếng Anh bao giờ hay chưa. Tuy nhiên, kể cả khi bà nói được tiếng Anh thì vẫn chưa đủ để chứng minh rằng tấm bằng tiến sĩ của bà là thật, mà cần phải có hồ sơ gốc từ trường đại học mà bà đã theo học. Quý vị các bạn đã theo dõi bản tin Lão bà Bạch Tuyết bị ông Tây tố dùng bằng tiến sĩ giả thực hư như thế nào. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.